Dạ, lời nói đầu tiên Vĩnh Hội Vlog chào tất cả cô dì chú anh chị gần xa trên kênh Vĩnh Hội Vlog 660 nha các chú anh chị. Dạ thì hai đây em bán cơm tấm tại khu vực Bình Đức Trung An cô chú anh chị. Em bán tại Trung An Bình Đức thuộc địa phận thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đó, ba ngái góc vàng tàn xanh đằng đỏ đó cô chú anh chị. Dạ đó. Vĩnh Hội bán cơm tấm bình dân, sườn bì chả trứng 4 món 25k đó cô chú anh chị, còn sườn thông với ba gọi thông thì 20, còn sườn trứng, sườn bì, sườn chả thì 22 đó cô chú anh chị. Ê mà đừng quên xíu đây ăn nha. Đã quên chút một tiếng nốt. Dạ thì đây 3 giờ sáng là vợ chồng em có bán cơm rồi, cô chú anh chị nào có đói bụng sớm thì tầm 3 giờ sáng ghé ăn ủng hộ cơm tấm cho Vĩnh Hội. Em cảm ơn cả nhà nha. Dạ hai đêm bán từ 3 giờ cho tới 8 giờ đó cô chú anh chị. Rất mong cả nhà xem ủng hộ cho em một lượng thích, lượng được chia sẻ, lượng đăng ký kênh. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Em bán ngay góc ngã tư đường xanh đèn đỏ gần với chợ Bình Đức Trung An thôi chú anh chị, thuộc địa phận thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Sau này chỗ này là gần với cầu Gành Miễu 2. Thôi chú anh chị nào có gần chợ Bình Đức, gần Trung An mà có đói bụng sớm á, cái tình tiệm cơm tấm với anh Hội thì ghé ăn ủng hộ giùm cho tụi em ha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và đây là dĩa cơm ba gọi trứng 22k của chú anh chị. Anh chị xem anh chị nhớ ủng hộ cho Vĩnh Hội một lần thích, lần chia sẻ nha. Cho cô dì chú anh chị nào có dịp về Mỹ Tho Bình Đức Trung An ghé tới tiệm cơm tấm của Vĩnh Hội thì ghé ăn ủng hộ cho hai đứa em. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì 3 giờ sáng là hai đứa em có cơm để bán rồi. Anh chị nào có dịp đi ngang khu vực Bình Đức Trung An á, mà biết tới tiệm cơm tấm của Vĩnh Hội thì ghé ủng hộ giùm cho hai đứa em. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vĩnh Hội bán từ 3 giờ cho tới 8 giờ đó cô chú anh chị. Dạ Vĩnh Hội rất cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Vĩnh Hội. Dạ giờ Vĩnh Hội tập trung bán cơm nha. Vĩnh Hội chào tất cả mấy anh chị khách nha cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà, em xin chào ạ.